thường gặp nhất đó là các loại vũ khí được có cấu tạo nguyên lý. Đây là số hung khí mà tối 9 tháng 7 năm 2020, hàng chục người ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã đem đến giao nộp cho công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sau khi lực lượng chức năng kêu gọi giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ. Theo Trung tá Vũ Hồng Dũng, trưởng công an phường Tam Bình, nhiều người đã chủ động đến giao nộp các loại công cụ hỗ trợ như súng, dao, lựu đạn. Chỉ trong một buổi tối đã có 29 người đến giao nộp vũ khí, gồm một khẩu súng K54, 7 viên đạn, 6 quả lựu đạn, hơn 50 thanh dao, kiếm tự chế, roi điện cùng với các loại công cụ hỗ trợ khác. Sau khi giao nộp vũ khí, mỗi người được cơ quan chức năng tặng một phần quà là 10 kg gạo.